Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Uống nhiều nước có hại não bộ. Chức năng sinh lý tạng thận cho mối quan hệ giữa thận và não bộ. Nước rất là cần thiết cho cơ thể, nhưng uống nước nhiều sẽ gây hại cơ thể, đặc biệt là làm suy yếu tạng thận. Theo Đông y, tạng thận chủ tủy não, chủ thần, chủ xương cốt, chủ thủy, chủ sinh dục và chủ tiết niệu. Thận chủ tủy não, người có thận mạnh sẽ tạo được bộ não và hệ thần kinh với các tế bào mạnh khỏe và nhạy bén. Người có bộ não khỏe và hệ thần kinh tốt sẽ có trí nhớ tốt, thông minh, học giỏi, sáng tạo và sắc bén. Chức năng này rối loạn gây giảm trí nhớ, hay quên, kém thông minh, kém sáng tạo, nếu nặng gây lú lẫn. Thận chủ thần, người có thận mạnh có tinh thần vững vàng, họ toát ra một thần thái uy nghi, làm cho người đối diện nể phục và tin tưởng. Họ là người quyết đoán và nhanh trí. Họ có cái gì đó làm cho những người yếu bóng vía khiếp sợ. Họ dễ nhập định khi ngồi thiền. Chức năng này suy giảm làm con người mất thần thái, hay sợ hay run khi đứng trước đám đông, bị hét liền té đái trong quần. Người có thận mạnh luôn có tố chất của nhà lãnh đạo. Họ là những người điều hành giỏi, những tướng lĩnh giỏi, là chỗ dựa cho những người khác. Họ có khả năng thuyết phục, dẫn dắt người khác và được người khác rất nể phục. Thận chủ xương cốt, thận điều khiển việc tạo xương của cơ thể. Người có thận mạnh sẽ có bộ xương vững chắc. Xương vững chắc sẽ có thân hình vạm vỡ, bước đi vững chắc, khoan thai nhưng đầy uy nghi. Thận chủ thủy có nghĩa là thận giữ lượng nước điều hòa trong toàn thân. Ví dụ khi chúng ta thấy chân bị phù, đó là dấu hiệu của thận bị suy, thận không điều hòa lượng nước được, làm nước ứ trệ ở chân. Ngoài ra thận còn chủ về sinh dục và tiết niệu, thận giúp sản xuất tinh trùng và noãn khỏe mạnh, mới tạo ra được đứa con khỏe mạnh và thông minh. Người có thận yếu chắc chắn sinh con không được khỏe mạnh và thông minh như ý muốn, xảy ra các bệnh chứng về đường tiểu, tiết niệu, bàng quang, tuyến tiền liệt, tử cung, kinh nguyệt, chứng tỏ là thận đang suy. Các đôi vợ chồng trẻ đã bị suy thận thì chắc chắn con sinh ra sẽ bị suy thận, kém thông minh và đau ốm triền miên. Nếu ba mẹ suy thận suy nặng thì con sẽ bị đần độn. Muốn cho con mình khỏe mạnh và thông minh thì các đôi vợ chồng trẻ phải dưỡng thận trước khi quyết định sinh con. Điều này rất quan trọng, liên quan đến nòi giống của dòng tộc và vận mệnh của quốc gia. Thế tại vì sao mà uống nước nhiều lại gây hại cho thận và trí tuệ? Theo Đông y, thận chủ thủy, điều hòa lượng nước trong người. Trong cơ thể, thận ví như bờ đê, nước ví như dòng sông. Nước dòng sông dâng cao làm đê bị vỡ, đồng nghĩa uống nước nhiều làm cho thận suy yếu. Nên uống nước vừa phải để giữ sự cân bằng, tức là giữ thận khỏe mạnh. Thận còn bao gồm thận hỏa. Nước nhiều làm tắt lửa, thận hỏa gây suy thận. Khi thận bị suy dẫn đến não bộ suy. Não bộ suy thì trí lực giảm, do đó người bị suy thận không những mất đi những tố chất tốt đẹp trên, mà còn gây nhiều bệnh tật như là loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, đau đầu, tăng huyết áp, mệt mỏi. Một quốc gia có nhiều người bị suy thận thì quốc gia đó khó có thể phát triển mạnh được. Theo Tây y, thận có chức năng lọc máu, tức lọc và thải ra khỏi cơ thể các chất cản bã của sự chuyển hóa thực phẩm, các chất độc, muối khoáng dư thừa qua con đường nước tiểu. Thận thực hiện chức năng là lọc qua những đơn vị thận. Mỗi quả thận có hơn 1 triệu đơn vị thận, gọi nôm na là hệ thống màng lọc hoặc là lưới lọc. Lưới lọc bao gồm sợi lưới và lỗ lưới. Khi uống nước nhiều, toàn bộ tế bào trong cơ thể trương nở làm cơ thể mập lên. Khi các tế bào trương nở kéo theo sợi lưới trương nở và lỗ lưới, lỗ lọc nhỏ lại. Khi lỗ lưới nhỏ lại thì nước giữ lại trong cơ thể nhiều hơn. Điều này tiếp tục làm cơ thể mập lên. Đây là nguyên nhân cơ thể vẫn mập dù ăn ít nhưng uống nhiều. Đồng thời kéo theo tiết diện sợi lưới càng lớn hơn và lỗ lưới càng nhỏ lại. Lỗ lưới càng nhỏ thì các phân tử nước càng khó qua màng lọc và nước bị giữ lại càng nhiều trong cơ thể. Đồng thời các chất cặn bã và chất độc có phân tử lớn hơn lỗ lọc đều được giữ lại trong thận. Một số lâu ngày lắng động lại thành sạn thận, gây thận suy yếu. Một số chất cặn bã và chất độc khác không lắng động lại trong thận được đưa lại vào cơ thể theo đường máu. Giống như hồng cầu có phân tử lớn hơn lỗ lọc nên hồng cầu luôn được giữ lại trong máu. Khi nước tiểu có màu đỏ có nghĩa là màng lọc thận đã bị tổn thương để lọt hồng cầu đi qua. Các chất cặn bã và chất độc được giữ lại ngày một nhiều lên trong cơ thể theo máu chu du khắp châu thân và đáp ở đâu gây đau nhức ở đó. Không thải được qua thận, cơ thể tìm cách thải qua mặt da ngoài như là tay chân, lưng bụng, gây ghẻ ngứa, mụn nhọt, chàm, vảy nến. Không may, thải qua mặt da trong như là da phổi, da gan, da ruột thì thật là phiền toái, nhẹ gọi là u, nặng gọi là ung thư. Về cơ học, trong cơ thể mỗi người có 5 lít máu. Mỗi ngày, 5 lít máu này đi qua thận để lọc hơn 300 lần. Như vậy, chỉ riêng máu mỗi ngày thận phải lọc là 1.500 lít, 300 lần nhân cho 5 lít. Trong thức ăn có 1 lít nước nữa nên thận phải lọc thêm 300 lít. Nếu chúng ta uống thêm 2 lít nước mỗi ngày thì thận phải lọc thêm là 600 lít nước. Tổng cộng một ngày thận phải lọc là 2.400 lít. Như vậy mỗi ngày chúng ta bắt thận làm việc nhiều hơn 1,5 lần. Theo đà này, thận
thần làm việc 1-2 ngày thì không sao, nhưng bác thận làm việc liên tục đến 3-5 năm thì chắc chắn thận sẽ suy yếu đi. Chẳng hạn bình thường quả thận có tuổi thọ là 100 năm, nhưng khi bắt nó làm việc quá mức như thế này, tuổi thọ của quả thận chỉ còn 70 hoặc 50 năm mà thôi. Cũng giống như khi chúng ta vác một vật 10kg, chúng ta sẽ đi được 5 cây số. Nhưng nếu vác vật 15kg hoặc nặng hơn, thì chúng ta đi được tối đa là 2-3 cây số, thậm chí là còn ngắn hơn. Đó là lý do tại sao hiện nay có nhiều người suy thận chạy thận nhân tạo dù ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, và số bệnh nhân suy thận ngày càng nhiều hơn. Bệnh suy thận ngày xưa thường xuất hiện ở tuổi già, còn bây giờ cả già lẫn trẻ đều mắc phải. Uống nước nhiều, thận sẽ làm việc nhiều và sớm bị suy yếu, đồng thời kéo theo tim cũng suy yếu, phổi cũng suy yếu do làm việc nhiều. Giải pháp dưỡng thận theo tiên sinh George Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng, một ngày đi tiểu tối đa 4 lần đối với nam và 3 lần đối với nữ là lượng nước uống vào cơ thể vừa đủ. Trong một ngày đi tiểu quá số lần trên là dư nước, đi tiểu quá 6 lần trong ngày sẽ làm cho niệu đạo bị tổn thương. Về lâu ngày sẽ sinh ra bệnh. Theo thầy Thích Tuệ Hải, một người làm việc văn phòng uống khoảng 750ml nước mỗi ngày là đủ. Đối với những người làm việc trong môi trường ra nhiều mồ hôi, thì lượng nước uống được tính dựa vào số lần đi tiểu trong ngày của tiên sinh Osawa. Để tránh làm hại đến thận, không nên ăn uống những thực phẩm thịnh âm như là rượu bia, đường tinh luyện, các loại cà, măng, nấm, chao, khoai tây, nước đá, kem lạnh, thực phẩm ướp lạnh. Trái cây chỉ ăn 10% trong khẩu phần ăn của mình, ăn nhiều trái cây cũng gây hại thận. Nước dừa rất âm nên hại thận không nên uống. Để biết nhiều hơn thức ăn nào âm, thức ăn nào dương, nên tìm đọc những quyển sách về thực phẩm như là Thực dưỡng hồi xuân và sống thọ, Phương pháp trường sinh và đạo thiền, Triết lý y học Viễn Đông, Âm dương và Nguyên lý vô song của tiên sinh Osawa, viết bằng Anh ngữ và Pháp ngữ và đã được dịch sang Việt ngữ. Đậu đỏ, xích tiểu đậu, hạt nhỏ bóng và cứng cũng là thực phẩm bổ thận. Mỗi ngày một người dùng một nắm đậu đỏ nấu với cơm và lấy 3 nắm đậu đỏ rang cộng với 3 nắm gạo lứt rang hàm với 750 nước sôi trong bình thủy, uống ấm cả ngày. Để dưỡng thận thì không gì bằng ăn gạo lứt. Lấy gạo lứt làm thức ăn chính, uống nước vừa đủ, ăn rau củ hữu cơ cùng với hàm dưỡng tinh thần, mở lòng thương người như thương thân. Ha ha ha,